Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Elboy Channel, lại là mình đây, Hùng Review đây. Và đúng như cái tựa đề của video này, hiện tại sản phẩm Google Pixel 3 đang có một cái mức giá cực kỳ thơm và mình nghĩ rằng đây là cái mức giá rẻ nhất thị trường trong thời điểm hiện tại rồi. Và với cái sản phẩm Google Pixel 3 này thì nếu bạn nào đang cần cho mình một thiết kế nhỏ gọn này, cần cho mình một cái hiệu năng phải nói rằng là cực kỳ tốt này, cần cho mình một cái camera ngon thì sản phẩm Google Pixel 3 này gần như nó là vô đối trong tầm giá các bạn ạ. Và cụ thể về cái sản phẩm Google Pixel 3 này như thế nào thì bây giờ mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn về cái sản phẩm Google Pixel 3 này trong video ngày hôm nay nhé. Và trước khi bắt đầu video này, nếu bạn nào mà quan tâm về sản phẩm Google Pixel 3 này với mức giá là tốt nhất thì có thể tham khảo ngay tại cửa hàng Han20 Store ở trên Shopee thông qua đường link ở phần mô tả của cái video này để bạn có được mức giá là tốt nhất nhá. Ngoài ra còn có rất nhiều sản phẩm có một cái mức giá cực kỳ thơm cho anh em. Còn bây giờ thì đánh giá thôi. Ok, hãy nói về cái điểm đầu tiên mà mình thích trên cái sản phẩm Google Pixel 3 này đi. Đó chính là về phần camera của nó. Với sản phẩm Google Pixel 3, tuy nó chỉ được trang bị một camera duy nhất ở cái phần mặt sau mà thôi, nhưng xét về cái khả năng chụp ảnh này cũng như là chất lượng chụp ảnh ấy thì so sánh với mấy con có camera 48 chấm, thậm chí là 64 chấm và 108 chấm đang có trong tầm tiền 10 triệu đổ lại thì phải nói thật các bạn luôn là nó không có cửa các bạn ạ. Tại vì cái số chấm ấy nó không quan trọng. Quan trọng nhất là cảm biến bên trong cũng như thuật toán tối ưu hóa từ nhà sản xuất. Mà cái điều này thì Google nó làm quá tốt các bạn ạ. Với sản phẩm Google Pixel 3, khả năng chụp ảnh tự động của nó quá ngon, chi tiết rất tốt. Và nó còn có thêm những chế độ chân dung. Mặc dù nó không có 3 camera hoặc 4 camera, nhưng chế độ chân dung của nó thì thậm chí còn ăn đứt những dòng điện thoại có 3-4 camera cơ. Và con này cũng sẽ có chế độ ban đêm. Và với chế độ ban đêm này thì quá là bá cháy bỏ chét luôn. Nhắc đến điện thoại chụp đêm đẹp thì chúng ta không thể nào thiếu cái tên là Google Pixel. Và con này thì có camera trước là camera kép, tuy nhiên thì khả năng chụp ảnh camera kép của nó thì mình thấy chưa được ngon lắm. Nên là nếu bạn nào mà đang cần camera selfie đẹp thì mình nghĩ rằng các bạn nên cài app bên thứ ba hoặc là ưu tiên mua những dòng điện thoại khác. Tại vì Google thì không có nổi bật về cái phần là camera đẹp. Còn thêm một cái yếu tố các bạn cũng cần phải cân nhắc nữa này, là camera chụp ảnh thì rất là ngon, nhưng mà với sản phẩm Google Pixel 3 này thì cái camera quay video của nó chưa được tốt lắm. Chi tiết thì khá là ổn, nhưng mà khả năng thu âm thì trên những dòng điện thoại Pixel mình đánh giá chưa ngon ở điểm này nhá. Anh em cân nhắc là chụp ảnh thì con này best choice trong tầm giá dưới 5 triệu. Và nếu so sánh với mấy con điện thoại tầm trung bây giờ thì gần như tất cả những con điện thoại tầm trung không có tuổi mà nó phải sánh ngang với iPhone 11 trở lên các bạn ạ. Rồi, đến với cái yếu tố tiếp theo mà mình thích trên cái sản phẩm Pixel 3 này, đó chính là thiết kế của em nó. Nhiều bạn thì sẽ thích là một chiếc điện thoại có thiết kế phải to, màn hình phải lớn, vân vân, đúng không? Còn cá nhân mình thì chỉ như thế này là đủ các bạn ạ. Đó chính là lý do tại sao mình mua chiếc iPhone 12 mini. Tại vì với chiếc iPhone 12 mini này nó rất là nhỏ và cực kỳ gọn. Mình thích một cái điện thoại nhỏ gọn, mình thích một cái điện thoại có cảm giác cầm nắm tốt. Thế nên nếu bạn nào có cùng sở thích như mình thì con Pixel 3 này nó là quá hợp lý rồi đó. Và hơn nữa nhé, cái phần hoàn thiện của chiếc điện thoại này cũng rất tốt. Phần mặt sau của nó sẽ được làm từ chất liệu kính và đây là kính nhám, và nó sẽ không có bị trầy xước theo thời gian đâu, tại vì cái bề mặt bên dưới này nó chống bám mồ hôi vân tay rất tốt đó. Và nó có một cái phần khung viền cũng được làm từ chất liệu kim loại luôn. Nhìn qua một phát các bạn cảm thấy rằng là nó rất là đẹp và nhỏ gọn các bạn ạ. Còn đến với yếu tố màn hình thì nhiều bạn sẽ ưu tiên rằng là mình sẽ có một cái màn hình thật là lớn, mình sẽ có một cái màn hình full viền, viền nó phải thật là mỏng. Nhưng mà Pixel 3 không có điều đó và không làm được điều đó. Với những dòng điện thoại Pixel thì không bao giờ chú trọng vào cái phần là viền màn hình phải mỏng hoặc là những yếu tố về độ đẹp về phần màn hình. Nhưng mà được một cái là con này thì nó lại dùng cho mình tấm nền là TOLED có hỗ trợ HDR, cũng như kích thước của nó là 5,5 inch, khá là gọn. Và con này thì sẽ có độ phân giải là Full HD Plus. Khả năng hiển thị của nó thì mình phải nói rằng là quá là ngon luôn. Và với cái màn hình này thì độ sáng của nó thì mình đánh giá là nó rất là cao. Cùng với đó nhá, thì đây là một cái màn hình full viền không tai thỏ giọt nước, nên là nếu bạn nào mà thích một cái màn hình nó trọn vẹn nhất có thể thì đây cũng là một cái lựa chọn hợp lý. Và cái phần trước của nó dày như vậy là do hai yếu tố. Thứ nhất là chúng ta sẽ có cụm loa kép ở đây phía trên và phía dưới. Thứ hai là nó sẽ được trang bị tận là hai camera selfie, nên là nó sẽ hơi chiếm diện tích ở cái phần viền trên viền dưới. Đây cũng là một cái điểm mà bắt buộc chúng ta phải chấp nhận. Và với cái cụm loa kép này thì lại thêm một cái điểm cộng là nó có loa kép stereo audio rất là ngon, âm lượng lớn, chi tiết âm thanh tốt. Nếu các bạn đang cần cho mình một chiếc máy
nhỏ nhưng mà mồm la phải to thì con này nó hợp lý. Và cái camera selfie của nó thì mình đã đánh giá rồi. Đến với yếu tố bên trong thì phần mềm, con Google Pixel 3 này thì hiện tại nó đang được chạy cho mình cái phiên bản Android 11 đó. Và con này là một chiếc máy quốc tế, chúng ta có thể update Android một cách cực kỳ đơn giản bằng cách vào phần cài đặt, cập nhật hệ thống, sau đó các bạn sẽ tiến hành update thôi. Và các bạn thấy không, là với những dòng sản phẩm của nhà Google nó có cực kỳ là nhiều những bản update, các bạn thấy không? Con này thì đang có một bản update fix các lỗi liên quan đến bảo mật này nọ này đó. Và tương lai nếu các bạn muốn trải nghiệm hệ điều hành Android 12, đây vẫn là một trong những chiếc điện thoại được update sớm nhất, nhấn mạnh là sớm nhất nha các bạn, tại vì Google thì luôn làm phần mềm tốt nhất cho Google. Và thêm một cái điểm nữa là với chiếc máy này, đây là một chiếc máy quốc tế có thể mở khóa được OEM, nên là nếu các bạn muốn cài bootloader, muốn up ROM, cúc các thứ thì vẫn có thể là dùng được nhá. Và với hệ điều hành của nhà Pixel thì mình thấy có những điểm cộng như sau. Thứ nhất là đây là một cái hệ điều hành đơn giản, rất dễ dàng sử dụng. Cho dù các bạn dùng hay là người lớn dùng thì cực kỳ đơn giản, vuốt lên là ra toàn bộ ứng dụng. Vào phần cài đặt thì nó cũng sẽ show hết toàn bộ setting ở đây. Nó không có những cái tinh chỉnh quá sâu bên trong, nên là tất cả mọi người thì đều có thể dùng được cái hệ điều hành này. Và nó cũng sẽ có full đầy đủ tiếng Việt. Và thêm một cái điểm mà mình cực kỳ thích là với cái hệ điều hành Google thuần này thì nó siêu mượt các bạn ạ. Thề các bạn luôn là mình đang dùng một chiếc máy có 60Hz thôi, nhưng mà mình cứ tưởng là mình đang dùng một chiếc máy có 75, thậm chí là 90Hz vậy. Tại vì tất cả những thao tác này, vuốt lên, vuốt xuống này, rồi khi mà mình cuộn ứng dụng ấy, nó rất là mượt. Và khi mà chúng ta bật vào ứng dụng, thoát ứng dụng này, các bạn thấy rằng cái hiệu ứng chuyển cảnh của nó cực kỳ là mượt luôn. Nó không có bị giật giật, nó không có bị khựng khựng giống như là những dòng điện thoại Android khác. Và xét về cái phần tấu hóa phần mềm ấy thì Google chắc chắn là best choice. Rồi, đến với lại một cái điểm nữa mà mình cũng khá là thích trên cái sản phẩm Google Pixel 3, đó là về phần hiệu năng. Chiếc máy này tuy bé nhưng hiệu năng của nó thì cực kỳ là mạnh, với con chip là Qualcomm Snapdragon 845, 4GB RAM, 64GB cho phiên bản thấp nhất. Ngoài ra thì nó còn có phiên bản 128GB. Đó, nói chung thì cũng sẽ tùy theo sở thích của anh em thôi. Muốn lưu trữ nhiều thì update lên cái ROM cao cao một xíu. Con này sẽ không hỗ trợ khai cắm thẻ nhớ mở rộng đâu nhá, nên các bạn lưu ý điều này. Và đây là một chiếc máy một SIM. Về cái phần trải nghiệm sử dụng hàng ngày thì nó rất mượt và gần như không có vấn đề gì. Hôm qua đến giờ mình trải nghiệm với chiếc máy này thì thề các bạn luôn là gần như chưa bao giờ xuất hiện tình trạng giật lag luôn ấy. Chẳng qua là nếu như mạng yếu thì mình lướt một số cái video này nó lướt không kịp thôi, chứ còn nếu mà nói về cái trải nghiệm giật lag ấy thì mình chưa gặp trên cái sản phẩm này nhá. Về phần trải nghiệm game thì con này có thể chơi được Liên Quân, có thể chơi được Tốc Chiến, có thể chơi được Free Fire, có thể chơi được PUBG ở cái mức là 60fps một cách ngon lành. Nhưng có một cái vấn đề mà mình chia sẻ thẳng thắn với các bạn, con này nó hơi bé, hệ thống tản nhiệt của nó chưa ngon, nên là nếu như các bạn chơi game trong thời gian dài thì nó sẽ bị hiện tượng là nóng đó. Và nếu mà các bạn cần giải khát cho nó thì có thể là mua chiếc quạt tản nhiệt mình đang có ở đây là Mimu DL03, thì có thể lắp vừa con điện thoại Google Pixel 3 này và tản nhiệt cực kỳ tốt nhá. Và với chiếc máy này thì mình thấy rằng các bạn có thể mua nó và sử dụng tầm 2-3 năm vẫn còn rất là ngon. Đến với những cái điểm tiếp theo thì chúng ta sẽ nói đến cái viên pin đi. Thì chiếc máy này sẽ có viên pin là 2900 mấy chục mAh, mình không nhớ lắm. Và với viên pin này thì các bạn có thể dùng nó trong một ngày với nhu cầu trung bình. Còn nếu các bạn dùng với nhu cầu cao thì các bạn bắt buộc là phải sạc thêm nhé. Và cái về phần sạc của nó thì lại có vấn đề như thế này. Các bạn sẽ không dùng được với công nghệ sạc nhanh Quick Charge, mà nó sẽ dùng cho mình công nghệ sạc nhanh PD. Tức nghĩa là nếu các bạn đang dùng củ sạc Quick Charge ở nhà thì bắt buộc các bạn phải mua thêm một cái củ sạc PD khác thì nó mới hỗ trợ sạc nhanh. Thì nếu bạn nào mà mua bên H20 Store thì mình nghĩ là các bạn nên ưu tiên mua củ sạc PD đi, tại vì bên đấy bán củ sạc PD khá chất lượng. Mà sau khi cắm sạc PD thì con này sẽ mất tầm là 1 tiếng 30 phút để sạc đầy nhá. Nói chung là cũng không phải là quá chậm. Ok, đến với lại những cái yếu tố tiếp theo thì mình sẽ nói về cái điểm trừ đi. Thì có một cái điểm trừ chí mạng nhất mà mình thấy rằng là khi mà chúng ta mua cái sản phẩm Google Pixel 3 này bắt buộc phải chấp nhận, đó là con này đã có sự bay màu của jack cắm tai nghe 3.5 mà chúng ta chỉ có một cổng USB-C duy nhất ở cái phần bên dưới mà thôi. Thế nên là nếu các bạn nào mà muốn kết nối tai nghe bên ngoài thì bắt buộc chúng ta phải mua jack chuyển đổi hoặc là mua tai nghe AKG Type-C thì có thể gắn vừa được chiếc máy này nhé. Nhưng mà trong thời buổi hiện tại thì mình thấy mọi người đã có cho mình một chiếc tai nghe True Wireless hết rồi, nên là cái vấn đề này thì nó cũng không thực sự là quá quan trọng. Với một chiếc máy qua sử dụng nhưng mà mình thấy rằng đại đa số máy bên H20 Store thì vẫn còn nguyên app, thì các bạn có thể là vào trong cái phần này để test nhé. Từ từ,
để mình tắt cái quảng cáo của CPU Z đi. Thì nếu các bạn nào mà muốn test cái này thì cực kỳ đơn giản thôi. Các bạn sẽ vào cho mình cái ứng dụng CPU Z này. Sau đó các bạn sẽ tìm đến cái mục là sensor và các bạn sẽ tìm cái mục là BMP380 barometer ấy, các bạn ấn vào. Đó, các bạn thấy không? Con này áp nhảy vẫn còn rất là căng. Đó, nhảy mấy chục số luôn, từ 998 cho đến là 10101, đó, nhảy hơn 10 số nên là cái khả năng mà còn kháng nước là mình thấy còn khá là cao. Tuy nhiên, với những chiếc máy qua sử dụng thì các bạn nên bỏ qua cái tính năng kháng nước đi. Chúng ta nên coi đó là một tính năng không tồn tại, tại vì máy qua sử dụng luôn có tỷ lệ rủi ro nhất định. Và nếu chúng ta nhúng cái này vào nước, sẽ không ai bảo hành cho các bạn đâu. Đấy. Ok, như vậy thì trong video này thì mình đã chia sẻ cho các bạn những cái điểm mà cái sản phẩm Google Pixel 3 này nó cực kỳ ngon. Cần một chiếc điện thoại có thiết kế nhỏ gọn, cần một chiếc điện thoại có camera đỉnh cao, cần một chiếc điện thoại có khả năng update sử dụng lâu dài thì sản phẩm Google Pixel 3 là vô đối. Vậy thì các bạn nghĩ sao về sản phẩm này? Tầm giá như vậy, lựa chọn Pixel 3 hay không? Đừng quên comment để lại một ý kiến nhận xét nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Nhớ để lại một like và subscribe cho FA Channel các bạn nhé. Bye bye!